Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đang ở chợ Hoa Xuân, thị xã Cai Lậy. Thì hôm nay là 30 Tết rồi. Thì hôm bữa nay thì trời cũng có mưa mấy đám, cho nên là những cái mai mà nó ra bông trước á thì đã trổ đều hết rồi. Hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một vòng chợ Hoa Xuân, thị xã Cai Lậy. Những cây mai được trồng trong chậu từ nhỏ và đưa xuống đất, cho nên là được cái bộ đế như thế này đây. Cái này là mai phôi, có những cái gốc mai tàn lớn. Đây là mai xù. Giống mai xù, mai phôi. Mai bộ đế rất là đều. Gốc bonsai, gốc khủng. Những cái bonsai này thì vừa được tạo tác gần đây, cho nên là chi cành nó còn yếu, bông nụ thì nó ít. Những cái này nó cũng có búp, nhưng mà nhánh này nhánh tơ, khoảng 1 hoặc 2 năm nữa nó mới có búp nhiều. Những nhánh này vừa mới ghép lại thôi.
gốc bự này giá nhiêu anh? Giờ gốc, giờ gốc mai bự này anh chủ mai anh chia sẻ là cái giá là 450. Cái này là hoành nó khoảng bao nhiêu anh? Hoành nó khoảng 7 mấy. Hoành 7 mấy. Dạ. Nhưng mà đế rất là khủng. Đế khủng. Này mà trước sân nhà mà để ngay góc nhà cái góc này thôi. Hết ý rồi. À. Anh cho em xin số điện thoại cô chú anh chị và các bạn nào có cần thì liên hệ anh. 0977. À, 0977. 710. 710. 997. 997. Anh tên gì anh? À, anh Việt. Thì cô chú anh chị và các bạn nào có cần thì có thể liên hệ anh Việt. Trong nhà cũng có cây nhiều lắm anh. Có mấy chục cây giống anh. Thì hôm bữa nay cà lậy có mưa mấy đám cho nên là bông nó nở hơi nhiều. Dạ. Cây này giá nhiêu anh Việt? À, cây này anh Việt báo giá 130. Thì cây này là thành phẩm rồi, cô chú anh chị và các bạn mua gì chỉ việc chăm sóc chơi thôi. Còn như cái cây bên kia thì mình cần phải là chỉnh sửa. Cây này thành phẩm rồi. Dạ. 130 hả? Thì cô chú anh chị và các bạn nào có cần thì có thể liên hệ anh Việt để mà mình thương lượng tiền xe cọ với. À, cây này 65 triệu. Dùng luôn, cây dùng. Đế cũng bằng bà hủ luôn. Ồ, dưới gốc mà cũng ra bông nè. Bông này nhiều cánh à. Bông đẹp. Cây này chín như quỳnh lận, cộng trăm quỳnh lận là con trai được. Chập bóp. Dạ. Này thì mua về năm sau có bông chơi thôi chứ năm nay không có bông. Xù. Này kêu con xù gì, xù chảy. Thân dặn dạ. Nhà anh ở đâu anh Việt? Mỹ Hành Trung dạ. Em ngoài Long Khánh.
mà vườn em cũng Mỹ Hạnh Trung, khúc cầu vuông á. Dạ dạ. Dạ dạ rồi. Dạ dạ. Dạ. Này là xù gì nó dẹt? Xù trứng ha. Xù trứng nè. À. Dạ, mặt bên kia nó trứng nhiều lắm, nó đang dạ. lên nè. Dạ dạ. Đây em thấy gì vậy? Có tẩy nè. Cục là bạch bạch không chứ. Dạ. Rồi em cảm ơn em đi anh Việt ơi. Cảm ơn em nha. Dạ dạ. Đây có gốc mai đế khủng. Mai năm nay bông thì không nở rộ. Gốc rất là thủng nhưng mà bông thì không đẹp không. Bên đây thì có mai của Bình Định à, ngoài Bình Định người ta chuyển vào trong này. Mai hình như là hoa cúc, mai cúc. Ở đây cũng có cái mai dán đổ. Cái này cũng không biết gọi là đổ hay là bay đây. Nó là đà. Cái này cũng là cây dán trực được sửa lại ha. Có những cái rễ nó hơi nhô lên ha. Thank you.
Bên đây có gốc mai khủng, một dạng khủng. Gốc mai, gốc mai bự cỡ gốc tăm bầu á. Này là đêm qua trời mưa cho nên người ta che lại. Gốc này đế cũng lớn. Bên đây cũng có gốc mai khủng. Không khiếp. Cho con quay phim chút nha chú. Buổi sáng hôm nay thì em đi một vòng chợ hoa Cái Lậy và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn xem tham quan. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chúc cô chú anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.